Gọi ông Hùng nhá. Gọi ông chú Hùng nhá. Gọi ông chú Hùng tư vấn cho ông cái kiện phường Ngô Thị Nhậm. Anh Hùng phải không? Em Dũng đây, em Dũng Hà Đông, em vô va nhà báo, em đang muốn liên lạc với anh để em hỏi thêm là hôm nay đọc tin thấy nó lại cắt điện cắt nước nha anh à. À thế là sáng nay báo Tiền Phong này mà đăng tin là lại không cấp là thế nào? Vâng. Nhà anh mấy chục mét, em quản lý xây dựng 20 mấy năm. Nhà anh mấy chục mét vuông? Hơn 30 mét mà anh sửa bên trong cái gì? Ôi giời ơi. À vâng, ok. Rồi, ok. Giấy phép gì không phải giấy phép gì đâu nhá. Rồi, ok. Đấy. Vừa gọi ông Hùng rồi, vừa gọi ông chú Hùng rồi. Nhá. Anh Hùng anh cho biết là đã báo sáng nay đăng là không kịp sửa, tại vì là các đơn vị đã cấp nước cấp điện trở lại cho nhà anh Hùng rồi. Tôi gọi ông Hùng rồi, ông đang có khách. Đấy. Thế thì để và anh ấy nói là nhà anh ấy có hơn 30 mét thôi, sửa bên trong. Thế thì làm sao mà lại có giấy phép được? Nhà cấp 4 mà đi sửa bên trong mà lại phải giấy phép gì không biết được. Thế thì bây giờ phải khởi kiện phường này bây giờ là cắt điện, chủ tịch phường chỉ đạo cắt điện cắt nước nhà ông ấy 5 năm nhá. Thì phải khởi kiện chủ tịch phường này ra tòa để đền bù những cái thiệt hại mà gia đình nhà ông ấy phải ở trong mấy ngôi nhà không có điện có nước suốt 5 năm. 2014 thì mấy ông điện lực Hai Bà Trưng đã cấp điện cho ông ấy, không rõ là ai là người để cấp điện lại, để tôi hỏi lại xem có phải chỗ ông Lê Đình Bộ không? Chỗ ông Bộ giám đốc điện lực Hai Bà Trưng không? Phải khởi kiện ra phải bắt đền bù thiệt hại chứ. Cái gì mà có luật chứ lại làm ăn không có luật gì cả, làm lung tung, chỉ đạo cán bộ phường không nắm được luật pháp gì cả, chỉ đạo lung tung đấy thì chết. Chỉ đạo thì dám ra văn bản chỉ đạo sang điện lực, sang công ty cấp nước là chỉ đạo là cắt điện cắt nước của nhà dân mà người ta sửa nhà cấp 4. Nhà cấp 4 thông tư nghị định các thứ người ta có hết hướng dẫn rồi, cán bộ phường không có học hành gì về luật xây dựng cả. Lãnh đạo phường thì dám ra văn bản chỉ đạo lung tung. Đó, tôi vừa gọi ông Trung rồi, ông nói là đã cấp nước trở lại. Đấy, nhưng mà cái thiệt hại trong vòng 5 năm mà người già, hai vợ chồng già như thế mà không có nước thì ông hình dung là giữa thủ đô thì sống kiểu gì? Người ta sống kiểu gì giữa một cái ngôi nhà bé hơn 30 mét không có điện không có nước thì sống kiểu gì? À, mấy ông cán bộ phường Ngô Thị Nhậm quận Hai Bà Trưng này, mấy ông này là cán bộ vô cảm. Cán bộ này là học theo đạo đức của ai, suốt ngày ăn rồi đi học cao cấp chính trị, trung cấp chính trị rồi là sơ cấp chính trị, xong rồi là hành xử với công dân, với người dân đóng thuế nuôi công ấy, vô cảm như thế thì không hiểu là công học đạo đức của ai. Đấy, tôi đề nghị một lần nữa, tôi đề nghị ông Trung Nguyễn Đức Trung chủ tịch thành phố Hà Nội xem xét xử lý dứt điểm với cán bộ phường Ngô Thị Nhậm này để làm gương nhé, để làm gương cho cái mấy cái đội cán bộ phường nhé. Phải bắt nó đi học luật chứ, thì ai đi làm thì hành xử với dân mà thì không theo tuân thủ theo một cái chuẩn mực luật pháp nào cả, chỉ đạo bắt nháo lăng nhăng đấy, chỉ đạo cắt điện cắt nước của người dân không coi dân gì ra gì cả. Kéo khởi tố phải ra tòa, kiện ra tòa, đền bù thiệt hại mấy năm người ta ở không có điện không có nước, để cán bộ làm thế thì làm sao mà được. Thế công ở trên, công chủ tịch thành phố công không xử lý là công bảo kê cho mấy cái đứa cán bộ này, chắc này là con cháu thì không biết, phải con cháu của mấy ông cấp ủy ban thì không biết, phải xử lý chứ. Đó, để thủ đô mà giữa một thủ đô văn minh như thế mà để có những cái cán bộ mà làm việc hành xử không theo một cái chuẩn mực luật pháp nào đó, dùng mọi các cái chính sách linh tinh tự chúng nó tự nghĩ ra luật để nó đem đàn áp dân. Thế dám là một ông chủ tịch phường mà lại dám thì gửi cả văn bản sang điện lực, cơ quan điện lực của quận, điện lực Hai Bà Trưng là điện lực của cấp quận, công ty điện lực
quận Hai Bà Trưng là một điện lực của cấp quận, mà cán bộ phường dám gửi văn bản lên quận, lên công ty điện lực của nhà nước của quận, gửi ra công ty cấp nước sạch của thành phố để chỉ đạo cả các công ty của cấp thành phố và cấp quận là cắt điện cắt nước. Thì không rõ là cái quyền lực của mấy cái đứa cán bộ phường này nó lớn đến đâu. Ông Trung phải xem lại mấy cái văn bản của mấy cái thằng cán bộ phường Ngô Thị Nhậm này, nó mà sai là cho nó đi tù, cho nó khởi tố để cho làm gương. Bố lao bố lếu, cán bộ phường không học chữ luật nào cả, ra văn bản như ông vua con, chỉ đạo cả công ty điện lực của quận Hai Bà Trưng, chỉ đạo cả công ty cấp nước sạch. Cái cán bộ phường nó to hơn cả quận à? Hả? Nhiệm vụ của cán bộ phường, chức năng quyền hạn cán bộ phường ở đâu? Mấy ông cán bộ thành phố, ông Trung chủ tịch xem là ông dạy cán bộ cấp phường của công, ông dạy ông đào tạo nó như nào, ông tuyển dụng cán bộ. Mấy ông sở nội vụ công đào tạo công tuyển dụng nhân sự ở cán bộ phường như thế nào mà để chúng nó làm ăn bát nháo như thế? Rất là bố láo mất dạy. Giữa thủ đô, cái này thì giữa thủ đô mà còn thế này, giữa thủ đô mà toàn trí thức, luật sư, nhà báo, dân thì dân trí cao. Mà này là cán bộ nó còn thế thì ở các cái huyện, các cái xã thì không hiểu là cán bộ chúng nó hành xử ra sao. Đúng không? Đó, tôi đề nghị một lần nữa là ông Trung ông xem xét ông xử lý. Làm gương, xử lý mấy đứa cán bộ phường Ngô Thị Nhậm này làm gương nhá. Đăng báo, đăng lên báo để làm gương. Làm gương cho mấy đứa cán bộ phường khác để nó học tập, nó đi học, nó phải đi học luật. Để nó hành xử đúng luật. Nó coi trọng, coi dân như thế nào. Theo lời dạy của Bác Hồ là đạo đức của Hồ Chí Minh, chúng nó coi dân như thế nào. Dân đóng thuế nuôi chúng nó làm ăn thế nào. Bố láo bố lếu. Đó, tôi vừa xin được cái số của ông Hùng, tôi gọi rồi đó. Nhá, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã cung cấp cái số điện thoại của anh Hùng. Rất mong các bạn chia sẻ những bản tin như thế này. Tại vì là từng người dân chúng ta phải nghiên cứu và học nghiên cứu pháp luật. Và đồng thời là giám sát thúc đẩy xã hội, giám sát xã hội, đặc biệt là giám sát các đám cán bộ công chức phải thực thi ăn lương của dân, phải làm đúng luật nhá. Từng người dân phải thể hiện cái quyền của công dân, phải giám sát cán bộ chứ. Nghệ sĩ càng phải học luật, văn nghệ sĩ phải học luật, không phải là ông chỉ có học múa học hát thì ông học đóng kịch ông không biết luật để đứa khác bắt nạt, đứa danh con nứt mắt ra bắt nạt đầu hai thứ tóc để mấy đứa danh con bắt nạt, làm sao mà để thế được. Văn nghệ sĩ phải học luật, họa sĩ vào luật, giám sát bộ máy hành chính nhà nước, để mấy đứa cán bộ, mấy đứa ở đâu nó về đây nó làm vua, là về Hà Nội làm vua. Ông sinh ra ở đây, ông là người là dân thổ dân Hà Nội, ông để mấy đứa cán bộ ở tận đâu về đây bắt nháo, chúng nó ở đâu về đây chúng nó bắt nháo, không làm theo luật gì cả hả? À, đóng thuế nuôi chúng nó như thế à? Đóng thuế nuôi chúng nó thế, nuôi chó để bán thì còn có tiền hơn, còn có ích hơn. Mấy đứa cán bộ này, mấy đứa phường này nó quê ở đâu, nó về Hà Nội để nó làm cán bộ? Chúng nó học ở trường nào, cao cấp chính trị hay học ở đâu? Ai đào tạo chúng nó? Ai dạy chúng nó làm cán bộ mà chúng nó bố láo như vậy? Bố láo bố lếu. Có cái phường Nghĩa Đô đấy, cán bộ phường Nghĩa Đô đấy còn đi bịt cửa nhà dân để hai ông bà già treo qua cửa. Đấy, mấy đứa cán bộ phường Nghĩa Đô đấy, ông Trung con xem là xử lý chúng nó thế nào, đến đâu rồi? Hai ông bà già trong nhà chúng nó xây, nó mang máy hàn đến nó hàn cửa đấy, ở phường Nghĩa Đô đấy, cán bộ đảng viên đấy, chứ không phải là dân thường. Theo ông xử lý nó đến đâu rồi? Vô cùng mất dạy. Chắc chắn là mấy đứa cán bộ này nó ở tỉnh nào nó về đây nó chạy trọt về đây nó làm cán bộ ở Hà Nội. Giống hệt cái con bé mà ở quê Hà Tĩnh làm phó chủ tịch quận Thanh Xuân hôm vừa rồi lên báo đó. Quê Hà Tĩnh ấy. Nó mang cái lề lối văn hóa ở quê, cái lề lối ở những cái vùng rừng rú ở đâu nó về Hà Nội nó hành xử. Nó coi dân nó như là chúng nó coi nó cho nó là vua, nó không coi ai ra gì cả. Nó chỉ đạo cả cán bộ quận ra trông xe ô tô cho nó để nó đi ăn bún. Người dân người ta nói là đỗ xe trái phép thì đỗ xe, nó còn nó thể hiện nó khộng khệnh. Mấy đứa cán bộ này là ở nhà quê ra đây thì là định làm vua à? Đấy là văn hóa của Hà Nội à? Văn hóa của người Tràng An à? Hay là văn hóa ở đâu? Văn hóa ở trên rừng hay là văn hóa ở dưới biển mang về Tràng An à? Bố lao mất dạy. Ông Phạm Quang Nghị là trước bí thư đã bảo là học là hướng dẫn toàn bộ cán bộ Hà Nội là học hành xử văn hóa à, hành xử viết cái đề cương để cán bộ Hà Nội học văn hóa, học cách hành xử với dân. Thế bây giờ đã viết xong chưa, đã học chưa? Ông Phạm Quang Nghị về hưu rồi. Bây giờ mấy ông bí thư Hoàng Trung Hải đã tiếp tục có học, có làm theo cái ông Nghị đứa trước lấy không? Cán bộ gì mà hành xử không ra một cái gì, không hiểu luật gì cả. Cái nhà cấp 4 người ta lại bắt người ta phải xin phép sửa chữa bên trong, phải xin phép. Trong khi cả cái biệt thự xây trái phép trên hồ thì không đứa nào gia đình chỉ, không đứa nào cắt điện cắt nước. Hàng trăm cái chung cư thành phố liệt kê danh sách xây dựng trái phép đấy thì không cắt điện cắt nước hả? À, tại sao lại làm ăn kiểu thế? Quá là lởm khởm mất dạy, chết thật.
gọi là vô chính phủ nhá. Các bạn chia sẻ cái bản tin này đi. Đó, tôi nhắc là lần nữa, là một lần nữa là các chị văn nghệ sĩ, các anh phải tìm hiểu pháp luật. Các anh tìm hiểu pháp luật để các anh chị biết, và các anh phải có trách nhiệm giám sát các bộ máy cấp địa phương làm việc cho đúng luật. Đứa nào làm sai là phải cho lên mạng ngay, đứa nào làm sai là phải chỉ ra ngay, báo cáo cho lên mạng để cấp trên cho nó, người ta biết, người ta xử lý chúng nó. Chúng nó báo cáo lên, chúng nó họp hành, nó báo cáo toàn báo cáo láo. Thế là cho công nghệ thông tin là để làm gì? Để người dân kết nối, để có cái kênh kết nối với các lãnh đạo cấp cao, cấp chính phủ để người ta biết. Anh phản ánh ngay lập tức lên mạng, nó làm sai luật là phản ánh lên mạng để cho cấp trên chúng nó biết. Nó để chúng nó báo cáo toàn báo cáo linh tinh. Đây gọi là kênh thông tin. Vì sao chính phủ phải ra cái kênh thông tin là chính phủ.vn để người dân cập nhật, để tiếp cận với cả chính phủ. Người dân phản ánh để chính phủ biết, thủ tướng biết. Thế mấy thằng cán bộ tỉnh, mấy thằng cán bộ cấp địa phương là toàn báo cáo láo. Chúng ta có thông tin, chúng ta phải là đưa ngay lên mạng để cho lãnh đạo biết, để xử lý chúng nó chứ. Đây là quyền của dân, dân giám sát. Quyền giám sát của dân. Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, họp hành suốt ngày. Để cho cán bộ phường, quận nó báo cáo lên, toàn báo cáo láo. Cán bộ tỉnh ấy, mấy thằng cán bộ ở trong Bình Thuận ấy, báo cáo toàn báo cáo láo. Xả thải lấp biển rồi là kêu là chúng tôi trình bày, chúng tôi khảo sát, chúng tôi làm nghiên cứu đúng luật pháp rồi. Bây giờ bộ trưởng lại bảo là dừng lại, chờ ý kiến nhà khoa học. Giấy phép thì bán rồi. Giấy phép bán xong rồi, bây giờ lại bảo chờ ý kiến nhà khoa học. Đấy. Đây là cái điển hình của cái báo cáo láo đấy. Đó. Không có một cái cơ chế giám sát cán bộ gì cả, để cán bộ bắt nháo làm ăn lung tung khắp nơi, chỗ nào cũng làm bậy làm bừa. Chết thật chứ, người dân thì không biết giám sát. Người dân không thực hiện quyền giám sát, không biết giám sát, không nghiên cứu luật pháp. Tức để mấy đứa ở tận đầu xó rừng là về là làm lãnh đạo, xong rồi là chỉ huy dân. Nào là giáo sư, tiến sĩ, nào là văn nghệ sĩ. Chết ai để thế bao giờ. Các bạn chia sẻ bản tin này nhé. Đó, tôi rất mong các bạn phải vào cuộc. Báo chí các anh phải học luật, luật sư các anh phải nghiên cứu luật kỹ. Anh phát ngôn lung tung, ông luật sư Trương Anh Tú, ông phát ngôn lung tung, ông bảo là nhà cấp 4 phải xin phép. Ông nghiên cứu luật ở đâu? Ông học luật, luật xây dựng ở chỗ nào? Trường nào dạy ông luật xây dựng? Ông có đọc hết thông tư nghị định của hướng dẫn thi hành luật xây dựng không? Ông luật sư Trương Anh Tú nhá, ông đọc lại đi nhá. Đó. Cảm ơn cái sự theo dõi và chia sẻ của khán giả của Thông tấn xã Vỉa Hè. Vâng, tôi sẽ quay trở lại trong những cái chủ đề, những câu chuyện mà liên quan đến xung quanh chúng ta. Vâng, tôi sẽ lên tiếng, tiếp tục lên tiếng về những cái việc mà xung quanh chúng ta. Các bạn phải lên tiếng chứ. Đúng không? Vâng, cảm ơn các bạn.